Ủa cái hồ này sâu không? Biết nữa. Thử là biết liền cái gì. Chỉ mày hả rồi. Chào tất cả anh em, ở tập trước Lê TV thử thách cắm trại chỉ dùng đồ màu cầu vồng 7 màu, hơn 2000 comment. Mình đang tiếp tục thả tim ở cái clip đó nha anh em. Mình thả được hơn 2000 cái tim rồi. Ở tập này bù lại tụi mình sẽ dẫn anh em đi cà phê cá. Mà cho Vibo đi cà phê cá. Hồi nãy giờ mình kiếm Vibo trong nhà không ra anh em. Giờ mình sẽ gọi nó coi nó đang ở đâu. Biết nó ở đâu mình kiếm ở trên xuống dưới luôn. Tới khúc này không có nên mình phải gọi thôi, chắc nó ngoài đường. Mình đang gọi Vibo nè anh em. Ủa Vibo đang ở đâu vậy? Kế bên anh là sao? Khỏi quán cà phê tên kế bên anh là gì? Tôi không hiểu luôn á anh em. Mà nghe tiếng âm thanh sao nó sống động quá anh em. Ủa? Ủa lấy gì trong toilet hả? Ừ chứ đâu. Đi cà phê không? Đi, vui không? Vui chứ, cà phê cá nhiều lắm anh em. Ở xa không? Ờ, xa xa. Ủa? Đứng kế bên nhà mà còn nghe điện thoại chứ vậy? Cho anh tốn tiền chơi. Con này, thôi cúp đi. Thôi đừng tốn đi vô toilet tí nha, để đây á. Trời, con này nó khôn quá anh em. Nó để vậy để cho tôi hết tiền thoại chơi, nó vô toilet, đi toilet nữa. Tôi sẽ cúp máy. Tôi sẽ gọi lại. Tôi sẽ lấy điện thoại Vibo gọi lại trên điện thoại tôi. Vibo nè anh em, Vibo đang tốn tiền. Nó không biết, nó tưởng là đang xài tiền điện thoại của tôi. Thật ra đang xài điện thoại tiền của nó nè. Ê chết, quên rửa tay. Trời, con này lầy quá anh em, đi toilet mà quên rửa tay nữa. Nghe nó hết rồi nha, xấu rồi. Quên, đây nghe điện thoại nó xấu đó, nó nghe anh em. Thôi cả phút rồi anh em, là tốn nhiều tiền lắm á. Hôm nay xài tiền điện thoại của Lê TV sướng thiệt. Thoải mái đi. Gọi đi cho Vibo 2 phút mấy mà điện thoại Vibo chưa hết tiền nữa nè em. Chắc nạp tiền điện thoại nhiều lắm á. Biết nó thay đồ xong chưa nữa. Để bật la ngoài nghe thử coi. Trời, nó giục đồ nghe bập bập luôn kìa. Trời, nghe tiếng gì tụ hết nữa nè em. Nó thay đồ xong chưa, đi cà phê nữa nè em. Rồi, nó xuống đó nè em, nó xuống. Ủa, tao chưa thay đồ xuống đây. Em chưa kịp thay đồ nghe, hết điện thoại em xuống đây chọc quê anh đó. What? Buồn quá anh em, hết tiền điện thoại rồi. Thôi để em gọi cho anh. Ở trong nhà gọi chi? Để trong quê những người không có điện thoại để gọi. Gọi thử đi. Điện thoại Vibo có nhiêu tiền? Nhiều. Trời, mới nạp hồi sáng hả? Chứ sao, một tuần em mới nạp điện thoại một lần. Em xài tiết kiệm lắm. Trời, con này keo, tiết kiệm quá anh em. Một tuần nó nạp có lần. Xin lỗi, tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này. Ủa, mình mới nạp mà. Em vô toilet, anh lấy điện thoại em gọi cho anh á. Được cho anh á, điện thoại anh mới còn tiền nè. Để có ai cười nha con. Tao không đi cà phê cá hả? Chết rồi anh em, nó không đi cà phê cá làm sao có nó quay clip với anh em được. Mình phải nghĩ cách anh em. Vibo nó giận, nó không chịu đi cà phê cá anh em. Giờ mình sẽ đổi cạc điện thoại, đổi cạc 100.000. Lít có 1 cái à. Được 100.000 anh em. Trời, một tuần em mới dám làm một lần, dám một cái mà được tiền rồi hả? Ừ, 100.000 chứ nhiêu. Còn 100 cái lận á. Quá, đưa ra để vậy. Để em giận anh mà. Thôi, chị em đi. Để mới làm năn nỉ ngược lại mình rồi. Để chương trình vui hơn, để nó năn nỉ một hồi cho nó vui anh em, đọc ngược lại nó. Không có chỉ nó. Chỉ không? Không, tao đặt nát điện thoại. Điện thoại mất tiền lắm. Để anh chỉ cho, đừng có đặt điện thoại anh nha. Ủa này hết cười ghê lắm mà. Thôi, để tôi chỉ nó anh em. Thôi anh em gắng nghe xíu rồi dẫn đi cà phê cá nha anh em. Đập báo hay là đập báo, chắc nhiều người biết rồi. Nhiều người YouTube nổi tiếng review rồi anh em. Mỗi lần mình đập báo á, thời gian dưới đây nó sẽ chạy 1-2 bài báo hay là 3-4 bài báo gì đó. Nó sẽ chạy đủ thời gian là mình sẽ có tiền xu tích rồi tích xu lại. Rồi mình đổi cạc. Trời ơi, vậy đọc báo có tiền luôn hả? Đọc báo mà có tiền mới hay. Ở buổi sáng mình hay uống cà phê đọc báo. Thì giờ mình đọc báo, mình có tiền bù lên tiền cà phê luôn cũng được nữa. Ngoài đọc báo, trong cáp này lâu lâu còn có nhiều event. Nên làm vụ event tặng xu nữa. Như anh em thấy, trong lúc mình nói chuyện này là có nhiều người đang nhận cạc rồi nè anh em. Anh em mời bạn bè cũng có tiền, làm vụ mỗi ngày cũng có tiền, đọc báo cũng có tiền, làm gì cũng có tiền luôn nha anh em. Anh em tải link này, link dưới phần mô tả. Ủa, con Vibo này lần đầu thấy nó không hàm anh em. Nghe tưởng nó hàm lắm chứ không có tải liền. Lần đầu tiên thấy Vibo nó không hàm, nó không có tải nè em, nó đi đâu á. Tao lấy hết điện thoại trong nhà tải luôn. What? Tham dữ vậy. Hôm nay mình kìa với cái hồ bơi, cái lộn quán cà phê giống cái hồ bơi á anh em. Bây giờ tụi mình sẽ vô bàn ngồi anh em. Mình kiếm được chỗ ngồi rồi anh em. Alo, à bàn đầu quán hả? À? Ok. Chảnh ghê, bây giờ hỏi đâu? Đó đầu quán nè. Tới rồi nè anh em. Ủa mày bỏ đi đâu rồi? Để đi, mày ngồi uống đi. Hai tao uống xong rồi, giờ tính tiền mày. Trời rảnh kìa, đủ đi ăn cà phê giờ. Mình tới nó tính tiền rồi anh em. Quán này lạ lắm anh em, xung quanh mình là có cá bơi vòng vòng luôn á. Ủa con cá này nó ăn gì mày? Mày nghĩ cá cha nó ăn cái gì? Cá cha nó ăn Để bạn cái bên ta uống đi bạn. Mình sẽ review con cá cho anh em xem nha. Ê, nó đi hết rồi anh em. Ủa đi đâu vậy ta? Thì gà nó qua chỗ ông nội này anh em. Ông nội này cho nó ăn là nó bu lại kìa. Nhìn thấy con mít cá mà anh em. Moments later. Trời.
Nguyên bậy luôn rồi á. Trời ơi, dữ vậy trời. Đập cái gì vậy? Ủa, cá quá trời luôn anh em. Oh my god. Để mình thọc với quay xuống cho anh em xem. Kể cho anh ăn đi kể. Hả rồi. Mà có con cá à, tụi nó ăn không đủ anh em. Đừng cái cá đi ông nội. Trời trời, nó nhảy lên bờ luôn anh em. Cá đẹp ghê á. Trời nó bay lên bờ luôn kìa. Nãy nó bị giật, bây giờ mình chỉnh lại nó hết giật rồi anh em. Ủa cái hồ này sao không? Biết nữa. Thử là biết liền cái gì. Mày thấm nước á, mày đã thấm nước á. Dạ, mười mấy triệu á. Kiếm mày, kiếm mày. Mẹ anh tôi nó kiếm mấy quầy dưới anh em. Đó không? Đó không? Kìa. Thấy rồi. Ôi, còn thấm nước anh em ơi. Nãy tôi quăng mấy quầy xuống nước anh em đi, tôi để tôi lao cho nó khô. Nó thấm nước ở đâu rồi anh em? Để nó khô rồi. Người ta bơm nước ra uống rồi nè anh em. Ủa? Này của tôi hả? Nè. Ê, nhiều đứa nó nhận ra mày kìa. Ờ, quá trời luôn anh em, mấy nhóc nhóc nhỏ nhỏ không à. Fan tôi toàn trẻ trâu không à anh em. Này nó thấy nó hết hồn luôn à. Tụi nó đợi chụp hình anh em. Rồi tạo dáng nè. What the hell. Mới chụp hình với mấy nhóc xong anh em. Anh ăn cho em sẽ chụp hình. Rồi vô đây chụp hình. Rồi chụp đi. Rồi. Hi. Okay. Nội đâu? Quên rồi. Vậy cũng chưa chụp hình. Vậy vô đây chụp bằng niềm tin hả ông nội? Nhóc nó có điện thoại nó quay lại rồi nè anh em. Chụp hình với anh hả? Yes. Rồi. Nó xin chụp hình chung nè anh em. Anh tôi toàn mấy thằng trẻ trâu không à. Mà cái mặt cũng dễ thương. Chắc cũng không trẻ trâu lắm đâu anh em. Trẻ trâu hồi nè mày. Trẻ trâu hồi nè mày. Wow. Rồi chụp đi. Rồi xong rồi đó. Anh. Ủa anh là ai vậy? Ủa em phải fan anh. Ủa em không phải fan anh hả? Tại em nhìn thấy mấy thằng kia lại chụp em lại chụp anh. Trời. Tưởng nó biết tôi lại chụp hình với anh em. Nó, thấy mấy kia chụp cái tự nhiên nó hồ theo lại, nó chụp cái nó hỏi anh là ai vậy. Thôi vậy em nói. Lẹ nè đi thôi nè. Mình sẽ cho cá ăn bánh này nha anh em. Không có con nào tới ăn á. Chết rồi, cá nó chơi luôn rồi, giờ sao mày? Cho chó nó ăn. Mà anh em hồi chó nó ăn bánh đâu. Nani? Ngon. Anh em ơi, không có đồ ăn cho tụi nó ăn, tụi nó thả miệng nha, tụi nó đớp tội quá anh em. Hả? Này đồ ăn cá ông nội. Hết nữa. Ủa nó ăn quá trời luôn anh em, cá đủ màu luôn, màu vàng nè, màu đỏ, màu xanh. Có lứa xin chụp hình nữa nè anh em. Còn miếng đồ ăn cá xíu mình cho mấy con cá ăn. Thôi chụp xong đi mình cho nó ăn sao. Rồi vô nè, vô nè. Chụp đi nha két. Ừ. Rồi, vô. Vậy chán quá anh em, nó bơi qua bơi lại hoài. Nani? Trời, hai này làm như si đi toilet vậy anh em. Nhìn không có giống, để tao tạo thêm hiệu ứng cho. Gặn đi, gặn đi. Đó, cá bu lại ăn nè. Con cá này á, ai cho nó ăn chỉ, dính chỉ nè anh em. Nó nghe đó ông nội. Chứ không phải chỉ hả? Không, phân đó. Mày có thấy phân nào từ miệng chui ra không nội? Chỉ đó. Hả? Chắc là chỉ á. Ừ, vậy mới thông minh chứ. Nó bị bệnh chỉ. Này khùng. Cá đây cho nó ăn á, tốn 5-6 ngàn à anh em. Ê, muốn mở cà phê cá sấu đi anh. Ủa này con cá thường thôi, em mở cà phê cá sấu luôn hả? Cho nó ăn gì? Thì nó ăn thịt gà, thịt bò. Thì nó ăn nguyên con gà, nguyên cái miếng bò luôn thì mới được. Mỗi miếng đó là bao nhiêu tiền? Khoảng 200-300 ngàn. 200 ngàn một miếng? Ừ. Em cho khách miễn phí luôn. Giống như ở đây vậy á, người ta cho khách miễn phí đồ ăn luôn. À, em tính ly cà phê giá nhiêu? 10 ngàn. Ở thiên tài kinh doanh rồi anh em. Để cá nó tụ tập lại á thì Vibo phải cho nó ăn anh em. Cho nó ăn đi Vibo. Mà hơi phí quá à. Trời, đồ ăn cá cho cá ăn. Chứ phí muốn làm sao bà nội. Hả?
Anh em bây giờ tụi mình sẽ kiếm gì đó review trong quán này nha anh em. Mà quán này có gì đâu, có cá không mà review cái gì. Đi kiếm thôi. Đi kiếm cá review cũng được anh em. Đi két. Anh em nhiều cá nè. Vô qua đây, qua đây. Cái này bàn của người ta anh em. Anh mày thì review con cá đi. Cá này được, ngon á. Đâu con nào mày tịch tả cho người ta xem coi. Cá này tóc dài nè. Rồi, tiếp. Cá này màu hồng mày ơi. Cá này đeo vỏ màu đen nữa mày. Cái hồ này nhìn xanh quá anh em. Thôi mà chắc sạch. Rửa tay cái. Thế mấy con cá thì nó làm sao mày? Đặc điểm nó làm sao? Cá này nó đẹp thiệt nhưng mà nó dơ lắm. Tỉa nhiều. Tỉa nhiều hả? Bởi vì nước thối lắm. Ở đây nuôi cá nè anh em. Tại trang trí đèn quá trời luôn. Ở dưới chân mình cũng có đèn nữa anh em. Ủa đèn này giật hả mày? Không, đèn này giật cái gì? Tao nói giật á. Giật đâu giật? Không biết mày giật cái gì? Giật, tao nói giật. Thằng cãi giật, thằng cãi không giật. Vậy mày không giật đúng không? Sao giật được? Mày đụng tay cho thử đi. Quýu liền anh em. Chết luôn mày. Thử đi mày. Tao nói rồi mà. Mấy fan tôi nhỏ dễ thương mà anh em. Ủa em ở đâu rồi đây? Nó ở Huế. Nó ở Huế em. Ở Huế bà đi chơi hả? Mấy bóng nó về Đà Nẵng. Làm gặp bên Phúc Quang. Nó ở Huế mà nó tới đây chơi. Bóng nó về Đà Nẵng. Mà nó tiếng Anh luôn á anh em, tôi không hiểu gì luôn á. Bên kêu gì ăn anh em, nãy giờ đói bụng quá à. Chắc kêu dĩa khoai chiên mày. Dĩa khoai chiên, bốn mình ăn đủ không? Dư, ba mình ăn dư mà, bốn. Vậy lấy em dĩa đây khoai chiên chị, để bốn em ăn. Cho em ăn nữa, cho em ăn nữa. Chắc cái này không đủ rồi mày ơi. Cá nó bu lại nó lại cho mình cho nó ăn nè anh em. Quá trời đồ ăn nè, mình phủi cho nó ăn nha. Từ khi tụi tôi kêu khoai tây anh em, cái chỗ tụi tôi ngồi đông lạ thường luôn á anh em. Nhớ mới đầu tụi tôi có 4 thằng à. Mà giờ đâu ra nó đẻ ra thêm 40 thằng nữa. Chuyến này đông quá anh em, ăn sao đủ. Có đứa đi rồi, mừng quá. Em đi rửa thêm mấy thằng bạn em tới. Wow. Cá đông quá anh em. Cá đông quá anh em ha. Run.